Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình rất là vui khi trở lại chương trình học tiếng Pháp của cái kênh của mình, Cuộc Sống Bên Pháp. Cũng đã rất là lâu mình không có làm một cái bài mới cho các bạn. Hôm nay mình trở lại cái chương trình này với cái mục học tiếng Pháp số số 7 nha, số 7. Mình cũng nhận được rất là nhiều lời nhắn tin trên YouTube và trong lời bình luận của rất là nhiều các bạn. Mình rất là vui khi có rất là nhiều người nói là họ rất là thích cái chương trình này và cũng hỏi mình sao không ra bài mới vì họ cũng rất là đang đợi. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình làm chương trình này thì cũng cái mục đích chính là cũng muốn giúp đỡ các bạn. Một phần đông các bạn đang học tiếng Pháp hay là có dự định đi qua đây đi 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 chơi thì mình nắm vững một một cái tiếng như là tiếng Pháp. Nói nắm vững đây thì không phải là học mười mười mấy năm, nhưng mà mình có biết vài vài câu, mình có thể nghe và mình có thể hỏi lại thì cái đó là rất là tốt. Mình cũng có nhiều người trên YouTube đó thì cũng nhắn tin là nói là họ có thấy một sự tiến bộ rất là nhiều trong cái cách họ nói chuyện, thì đây là cũng là một cái việc tốt. Và mình cũng khuyến khích các bạn cứ theo một cái phương pháp nào đó, hoặc là cái phương pháp của mình kèm theo cái phương pháp nào khác, không phải là học một một nơi không, mà cứ chỗ nào học thì mình cũng ráng mình học. Và mình cũng gửi lời khen tất cả các bạn đã có một sự tiến bộ rất là nhiều. Nếu mà các bạn thấy cái chương trình này hữu ích thì mình sẽ tiếp tục. Trong chương trình số 7 này mình cũng có một cái chuyện muốn nói với các bạn, và cũng đây là cũng một cái dịp mình nói lại một cái vấn đề mà vấn đề cũng quan trọng, và đây cũng là lần chót mình xin nói lại vấn đề này vì nói đi nói lại mình đã nói trong một video rồi, nhưng mà nói đi nói lại thì cũng làm mất thời giờ tất cả mọi người. Muốn nói về vấn đề này thì mình phải nói về cái video học tiếng Pháp số thứ 6. Thì trong lời bình luận của video học tiếng Pháp thứ 6 thì mình đã nhận được một cái lời bình luận của một người bạn tên là anh Trọng Lú. Thì anh Trọng Lú đó viết cái lời bình luận như thế này. Anh Trọng Lú đó viết là, mình đọc cho các bạn nghe ha: "Tôi không biết ông học tiếng Pháp ở Alliance Française hay tự học, chứ theo tôi đâu có ông bồi bàn nào dám nói "Je peux vous débarrasser". Nói thế chẳng khác gì ông muốn tống cổ khách ra ngoài. Sao không nói "Puis-je débarrasser votre table"? Dạy pháp văn, làm ơn dạy đúng văn phạm và cách dùng từ. Trong câu hỏi nên đảo động từ ra trước câu để thành thể nghi vấn, chứ dạy theo kiểu văn nói thì làm sao nói tiếng Pháp cho chính xác. Ok, thì trong cái bài số 6 thì anh Trọng Lú gửi gửi cái lời bình luận như thế này. Thì cái câu đầu thì mình miễn bàn, mình không có bàn tới nữa. Vì cái câu của anh Trọng Lú đó, nó có nhiều cái rất là hay. Và nó cũng nêu lên một vài vấn đề mà mình muốn nói với các bạn trong cái video này. Cái vấn đề thứ nhất là cái chữ dạy đó thì nó không có chính xác cho lắm, tại vì muốn dạy thì phải là một người thầy giáo, và có một người thầy giáo thì cũng phải có học học viên, có học trò. Thì mình không phải là thầy giáo, không phải là nghề nghiệp của mình chỉ muốn chia sẻ tất cả những gì mình biết. Và cái vấn đề thứ hai là cái cách học á, là mình cái mục đích của mình không phải đi dạy các bạn
học tiếng Pháp, mà một tiếng Pháp như là văn chương hay là viết sách hay là làm thơ. Các bạn tưởng tượng như là một cái đứa nhỏ mà nó ở, nó đẻ bên Pháp, nó là người Pháp, cha mẹ nó người Pháp, ông bà nó người Pháp, nó đẻ bên Pháp, nó từ lúc mà nó ra đời tới lúc mà nó học, nó thi tú tài, thí dụ như vậy, thì từ 0 tuổi cho tới 18 tuổi, nó đều nghe tiếng Pháp, nó đi vô trường, nó học tiếng Pháp, học từ 3 tuổi cho tới 18 tuổi. Làm sao mà với 1, 2, 3 video trên YouTube mà mình có thể dạy tất cả những cái gì mà theo cái tiếng Pháp mà văn chương, thành ra không phải là cái mục đích, mà cái đó là cũng nếu mà các bạn muốn học vậy thì các bạn phải vô trường, các bạn phải có học trong sách, học trong với người thầy, thì cái đó dạy là theo cái pháp văn mà văn chương, mình theo cái pháp văn văn chương. Mình thì mình làm những video này để cho mình giúp những cái người muốn học tiếng Pháp, nhưng mà với những cái thí dụ rất là cụ thể, rất là thiết thực, qua bên Pháp này để có thể nói chuyện được. Thì cái việc đó, đó là gọi là như là dạy theo cái kiểu văn nói thì trúng. Tại vì nhưng mà cái văn nói đó chính xác hay không á, là nói cái gì chính xác đó, thì cái người trước mặt của mình, cái người Pháp á, hay là cái người mình muốn nói cho họ nghe đó, thì cái người đó hiểu, thì mình cho đó là chính xác. Còn mình nói ra tiếng Pháp mà cái người đó hiểu, không hiểu hoặc là hiểu lầm, thì đó không phải là chính xác. Đó, thì cái văn nói đó là như vậy. Sở dĩ mình nói cái này ra đó, tại vì giả tỷ các bạn có dự định qua Pháp, các bạn có học tiếng Pháp bên Việt Nam hay là bên Mỹ hay là bên Úc hay là bên xứ nào không biết, các bạn có dự định qua Pháp để học thêm, thì các bạn sẽ thấy một cái vấn đề là những cái gì các bạn học trong sách đó, thì qua đây á, có nhiều khi nó không có áp dụng. Hay là tại vì những cuốn sách các bạn có nhiều khi những cuốn sách đó nó cũng như là nó hơi xưa hay là nó cũ, mà cái tiếng Pháp nó cũng có thay đổi rất là nhiều. Những cái chuyện mà mình nói trước đây 10 năm, 15 năm thì bây giờ nó nói một cách khác. Thành ra nếu mà các bạn ra mà các bạn nói những cái câu mà các bạn học trong sách cách đây 10, cái sách được viết cách đây 10, 15 năm hay 20 năm thì có nhiều khi người ta hiểu, nhưng mà mấy cái câu các bạn người ta không có, người ta biết là các bạn không có phải là ở bên Pháp và các bạn nói tiếng Pháp, thì người ta không có dùng câu đó. Rồi thứ nhì nữa là các bạn nói thì người ta có nhiều khi người ta không hiểu. Thì cái đó, trường hợp đó mình đã gặp rất là nhiều, bởi vì mình đã gặp những người du học sinh bên đây, và có nhiều khi họ hỏi mình cái tiếng đó họ nói là nghĩa ra sao, nghĩa gì, và cái câu họ nói đó tại sao người Pháp không hiểu nó. Thì bởi vậy cái cách mà học mà thực tế hơn đó thì nó hay hơn, tại vì các bạn có thể nói chuyện với một người nào đó hay một người Pháp mà không có bị vấn đề là nói sai, hay là nói mình muốn nói một chuyện mà người ta hiểu một ngã. Với lại những cái người thí dụ như là các bạn ở bên nước khác mà các bạn dự định qua bên Pháp chơi nghỉ hè, đi chơi 2 tuần, đâu có cần gì mà các bạn phải học 17 năm tiếng Pháp để qua đây để vô viết sách, hay là cái đó là không có cần. Mình chỉ cần biết nói vài câu để cho người ta nói gì thì mình hiểu, hay là mình vô chỗ nào thì mình có biết nói chuyện chút xíu với người ta, thì cái này là cái mục đích chính của chương trình mình là như vậy. Thành ra những người bạn nào mà lên YouTube mà vô tình cờ vô cái kênh mình thì họ thấy cái lớp học tiếng Pháp mà họ có một cái sự hiểu biết về pháp văn và văn chương, thành ra họ vào rồi họ nói anh là ai mà anh dạy này dạy nọ, thì cái đó mình miễn bàn, tại vì miễn sao cho những cái người mà theo dõi kênh này thì có một cái kết quả rất là tốt đẹp thì được rồi. Thành ra mình không có dạy tiếng Pháp, mình
dùng chữ dạy thì cũng trúng mà cũng không có trúng, tại vì chữ dạy là phải có phải phải là một người thầy giáo, nhưng mà nếu mà không có dùng chữ dạy thì dùng chữ truyền đạt, dùng chữ hướng dẫn, dùng chữ chia sẻ, chữ nào cũng được, nhưng mà nói dạy để cho nó vắn tắt hơn, chứ không có nói là đi ăn cơm hay là đi ngủ hay là gì thì dạy thì mình nói dạy, nhưng mà không phải là cái mục đích của mình để dạy tiếng Pháp văn chương. Nhưng mà rất là chính xác tất cả những cái gì mình chỉ cho các bạn và mình hướng dẫn các bạn. Thì trong cái câu bình luận của anh Trọng Lú này á, nó rất là, nó cho mình cơ hội, thành ra cũng cảm ơn anh Trọng Lú đã gợi lên cái câu hỏi này. Và tại vì ảnh làm một cái lỗi rất là ảnh nói sai, tức là ảnh nói là cái câu je peux vous débarrasser là mình nói một chuyện mà ảnh hiểu một ngã đó. Thì mình nghĩ rằng cái này nếu mình đọc cái câu này á, mình đọc cái câu này là mình hiểu là cái sự sai lầm của ảnh. Nhưng mà mình đoán, cái này mình đoán thôi nha, nếu mà không trúng thì anh Trọng Lú tha thứ cho nha, thì cái này mình đoán thôi. Nếu mà mình đọc cái câu này của anh viết cho mình á, thì mình nghĩ là anh không phải là người sống bên Pháp. Tại vì nếu mà anh sống bên Pháp thì anh không có làm cái lỗi này. Nhưng mà cái này mình chỉ đoán thôi. Thì cái lỗi của anh Trọng Lú là cái gì? Cái lỗi của anh Trọng Lú thì mình sẽ nói tiếp theo trong cái bài này, là cũng là một cái thí dụ rất là hay để cho các bạn thấy là một cái chữ thêm hay là bớt thì nó đổi cái nghĩa hoàn toàn. Cái này là cái chuyện thứ nhất mình sẽ nói với các bạn. Cái chuyện thứ nhì là anh Trọng Lú nói cái câu này, tức là puis-je débarrasser votre table, thì cái câu này là tiếng Pháp cũng cái câu này là chính xác, tại vì nói như vậy thì người ta sẽ hiểu không phải sai. Nhưng mà cái câu này thì ở ngoài đời thì không có ai nói, mình không có nghe ai nói thường như vậy. Trong sách thì có, thành ra có thể cái này là học trong một chương trình trong sách, thì nhưng mà ngoài đời thì ít có nghe nói puis-je làm cái gì, hay là puis-je débarrasser, hay puis-je vous remettre quelque chose, hay là gì hết á. Thì cái này mình cũng có thể nói một chút xíu trong cái phần thứ hai. Ok, thì cái phần thứ nhất này, cái phần đầu của câu bình luận này với cái phần chót này thì mình miễn bàn, mình không có bàn tới ha. Thì mình muốn nói cái câu bình luận này để mình có cái dịp để mình nói cái thí dụ này cho các bạn, và cùng nhau mình sẽ học thêm một cái chuyện rất là hay. Ok, thì bây giờ mình sẽ vô đề, mình sẽ dựa theo cái thí dụ này và mình nói cho các bạn nghe một cái chuyện là cái động từ débarrasser. débarrasser. À, cái này mình cũng nói lại cho những cái bạn nào mà mới vô cái kênh đó, thì có nhiều khi mình viết trên này thì nó hơi viết xấu, nhưng mà tất cả những cái gì mình viết trên này á, là mình để trong cái phần mô tả đó, tức là phần description đó. Thì các bạn vô trong thì các bạn có hết tất cả những cái lời viết đó, tất cả những cái này với lại cái lời dịch ra, thành ra các bạn cứ việc nghe video mình và các bạn chép, các bạn copy lại cái phần mà mình viết trong cho các bạn đó, để các bạn in ra để giữ để các bạn tự học nha. Débarrasser thì nó có nghĩa là dọn, mà nó cũng có nghĩa là bỏ, từ bỏ. Hay là loại ra, hay là loại ra, thí dụ vậy đó. Tùy. Débarrasser thì giả tỷ mình nói je peux vous débarrasser, thì cái câu này làm cho anh Trọng Lú làm một cái lỗi đó, cái lỗi khi mà anh nói với mình je peux débarrasser, thì cái này là rất là chính xác của trong pháp văn. Je peux vous débarrasser là tôi có thể, bạn, cái này là anh chị em gì bạn, dọn, tức là sao, là cũng như mình nói tôi có thể
dọn được không? Đó, cái câu này nó là như vậy nha. Tôi có thể dọn được không? Ok. Je peux vous débarrasser. Thì cái anh Trọng Lú anh nói là cái câu này là mình débarrasser là mình muốn đuổi khách ra ngoài. Đó là sai. À, cái câu anh hiểu là sai. Mà thôi biên sai chỉ mất công. Thì cái người Pháp á, họ hiểu là tôi có thể dọn được không, chứ họ không có hiểu là mình đóng cổ họ ra ngoài. Thì cái này các bạn thấy cái thí dụ này nó rất là nguy hiểm. Tại vì anh Trọng Lú, anh qua bên bên Pháp, anh vô cái nhà hàng, anh ngồi, anh ăn. Cái người phục vụ, cái người bồi bàn lại nói với ảnh, je peux vous débarrasser, tức là cái người phục vụ hỏi ảnh tôi có thể dọn được không, mà ảnh lại hiểu là tôi có thể đuổi ông đi ra ngoài không. Thì vậy ảnh đùng đùng ảnh đứng dậy nó ọc cho ông kia một cái, ông kia vô nhà thương luôn. Tức là một cái câu mà ảnh hiểu lầm ra, và ảnh nói mình là nói sai, nhưng mà thiệt ra ảnh là sai. Thì tại sao? Tại vì cái này là dọn. Bây giờ mình nói nữa, cũng là một cái từ dọn, je peux débarrasser votre table. Cái này nếu mà các bạn nắm cái này nó cũng rất là hay. Je peux débarrasser votre table, tức là tôi có thể dọn cái bàn của bạn. Không phải là la table, je peux débarrasser la table, là tôi có thể dọn cái bàn. Còn je peux débarrasser votre table là cái bàn của bạn. Ha, của bạn. Đó, thì cái này je peux vous débarrasser là có nghĩa chính xác là tôi có thể dọn được không? Không biết dọn gì, nhưng mà người ta đứng trước cái bàn của mình, người ta hỏi mình thì cũng như là tôi dọn hết tất cả những cái chỗ này được không? Je peux débarrasser votre table là nó chính xác hơn, tức là tôi có thể dọn cái bàn của bạn được không? Và cũng có thể nói je peux, ba câu thì nó có ba cái nghĩa tương tự nhưng mà nó hơi khác nhau. Vous débarrasser la table. Je peux vous débarrasser la table. Tức là tôi có thể dọn cái bàn cho bạn, dùm cho bạn. Thì các bạn thấy ba cái câu này nó đều cái nghĩa tương tự với nhau. Mình nói vậy là người ta biết mình muốn, người ta muốn hỏi mình người ta dọn cái bàn cho mình được hay không. Nhưng mà có ba cái cách nói cái khác thì mình phân tích kỹ càng cho các bạn. Je peux vous débarrasser, tức là tôi có thể dọn không. Je peux débarrasser votre table, là tôi có thể dọn cái bàn của bạn được không. Hay là je peux vous débarrasser la table, là tôi có thể dọn bàn dùm cho bạn được hay không. Đó. Thì cái câu này je peux vous débarrasser mình đã nói trong mấy cái video trước rồi ha. Những cái bài học á, là cũng có thể nói est-ce que. Thì thường mình phải nói est-ce que, nhưng mà có nhiều khi người ta nói vắn tắt. Est-ce que je peux vous débarrasser? Y như vậy, tôi có thể dọn được không? Est-ce que, cũng chủng chữ est-ce que đây. Est-ce que je peux débarrasser votre table? Hay là est-ce que je peux vous débarrasser la table? Đó, thì cũng vậy. Nhưng mà thường thường mình muốn nói trong cái văn nói đó, mình muốn vắn tắt thì người ta bỏ cái est-ce que này. À, nhưng mà hai cái thì nó mình nói được. Rồi, bây giờ cái này là cái débarrasser là nó nghĩa cái nghĩa là nó dọn bàn, débarrasser cái gì đó, débarrasser là táp là dọn cái bàn. Thì tại sao anh Trọng Lú anh làm một cái lỗi? Thì tại vì anh lộn cái động từ débarrasser với lại se débarrasser. Se débarrasser de.
thì nó có thêm cái sơ với cái đờ nữa. Cái này thiệt ra thì mình cũng không có muốn nói tới cái chuyện này cho các bạn nữa, tại vì cái này nó hơi rắc rối một chút xíu. Những người nào mà học tiếng Pháp mà quen rồi đó thì có thể hiểu, nhưng mà rất là có thể là các bạn học mấy năm Pháp văn mà các bạn cũng có thể lộn cái này nha. Tại vì cái này nó hơi rắc rối nếu mà các bạn không có nói chuyện thường ngày. Mình nói một câu je, mình theo cái này nha. Se débarrasser de là je peux me débarrasser de vous. Hay là est-ce que nha, cũng vậy nha. Mình nói mấy cái này trả lời hoài ha, nhưng mà cái này cũng... Hoặc là mình nói vắn tắt, hoặc mình nói nguyên câu est-ce que je peux me débarrasser de vous. Câu này thì không có nói, không có, ít có ai nói thường ở đó, nhưng mà nó rất là đúng. Je peux me débarrasser de vous là có nghĩa gì? Là tôi có thể nào me débarrasser de. Thấy chưa? Đây nè, me débarrasser de tức là cái chỗ này nè. Vous tức là tôi có thể nào loại bỏ, đuổi bạn ra được hay không? Đó, thường thường mình đâu có hỏi ai cái câu kỳ cục gì đâu, nhưng mà cái này là nó trúng. Thì mình nói lại là anh Trọng Lú, ảnh đã lộn cái débarrasser mà mình viết trúng, mà ảnh lại nói là mình viết trật, tại vì ảnh chính là ảnh làm cái lỗi là ảnh lộn với lại se débarrasser de. Nếu mà mình muốn nói thay vì mình nói je peux vous débarrasser, tức là mình dọn bàn cho người nào đó, thì mình nói est-ce que je peux me débarrasser de vous, tức là tôi có thể đuổi hay là tôi có thể loại ra, chứ không phải đuổi nữa, loại ra, bỏ bạn ra được không. Ví dụ như mình nói je peux me débarrasser de ce chien, tức là cũng như là est-ce que je peux me débarrasser de ce chien là tôi có thể đuổi bỏ con chó này ra được hay không. Đó, tôi có thể đuổi hay bỏ con chó này ra. Se débarrasser de cái gì đó, vous là cái người mình đang nói chuyện, ce chien là con chó, ce chat là con mèo. Đó, thì mình bỏ. Và bây giờ mình nói thêm cái câu này, je me, cái này không cái này không phải câu hỏi nha. Je me débarrasse. Je me débarrasse de tous les vieux souvenirs. Je me débarrasse de tous les souvenirs. Tức là cái gì? Tôi se débarrasser de nè. Thấy chưa? Je me débarrasse, tại tôi mà thành ra me. Je me débarrasse de tous les souvenirs, tức là tôi bỏ tất cả, tú là tất cả, tất cả những gì kỷ niệm. Souvenir là kỷ niệm xưa ha, kỷ niệm cũ gì đó, xưa ha, kỷ niệm cũ nha. Đó, je me débarrasse de tous les vieux souvenirs là tôi bỏ tất cả những kỷ niệm, tôi quên, tôi loại ra tất cả những kỷ niệm xưa cũ. Thì cái dùng cái chữ se débarrasser de là loại bỏ ra. Ha, các bạn thấy rõ ràng cái hai cái khác biệt giữa cái này và cái này. Ok. Gì nữa? Học thêm vài cái chữ nữa, se débarrasser. Mình học thêm vài cái nữa đi. Bây giờ mình nói cái này, elle là gì? Là cái cô ấy ha. Elle se débarrasse. Hồi nãy mình nói je me débarrasse, thì elle se débarrasse. Elle se débarrasse de vous. Là cái cô ấy là elle ha, se débarrasse là bỏ, loại ra.
bạn. Tức là cô ấy bỏ bạn, loại bạn ra. Cũng như là quăng đi, vứt đi cũng được. Nếu mà mình nói một cái hộp hay là một cái rác hay cái gì đó thì sẽ đi bác sĩ. Thì bây giờ mình nói esque để lần chót esque mình nói theo cái chữ dài dòng ha. Esque je peux me débarrasser. Cái này nếu mà các bạn viết theo mình đó, nó cũng rất là hay, tại vì các bạn sẽ biết những cái est-ce que je peux me débarrasser de vous? À, các bạn sẽ, nếu mà các bạn viết theo mình đó, thì các bạn sẽ học mấy cái chữ này rất là lẹ. À, mình mỗi lần mình viết theo đó, là tôi có thể loại bỏ bạn ra hay không? Này hiểu rõ rồi ha. Tôi có thể loại bỏ bạn ra hay không? Rồi đây mình nói est-ce que je peux vous débarrasser. Là tôi có thể dọn. Cái này không có nghĩa bỏ nữa. Dọn cái gì đó cho bạn hay không? Dùm cho bạn hay không? Đây là tôi có thể loại bỏ bạn ra hay không? Đó. Thì cái này các bạn phải nhớ học cái này và hai cái thí dụ này cho nó kỹ. Tức là est-ce que, mình biên nguyên cái câu ra, je peux me débarrasser de vous, est-ce que je peux me débarrasser de vous, tôi có thể loại bỏ, tại vì nó me débarrasser de. Còn est-ce que je peux vous débarrasser, hay là vous là nó để làm sao, tức là cái này cho bạn, dùng cho bạn đó, cho bạn đó. Je peux vous débarrasser là tôi có thể dọn cho bạn, tại vì cái này là cái động từ này. Còn cái câu này là cái động từ này. Se débarrasser de. Học một chữ nữa là je me débarrasse. Je me débarrasse. Thì các bạn thấy me débarrasse là các bạn thấy là nói về bỏ rồi. Bỏ cái bằng quăng ra rồi. Je me débarrasse de nữa. Thấy không? Cái này là me. Sau cái débarrasse de. Tùy cái gì làm sao, de vous, nhưng mà cái này mình muốn nói cái câu này là du superflu. Mình không có nói de superflu được, mình phải nói du superflu. Superflu. Này mình đọc là superflu. Cái này chữ u nha. Superflu. Superflu là cái nhà liền cái chuyện không cần thiết. Những gì không cần thiết. Không cần thiết. Thì cái câu này nó nói là sao, nó hiểu là je me débarrasse du superflu nha. Không có dùng chữ de ở đây. Du superflu là tôi bỏ đi những gì không cần thiết. Đó, thấy chưa? Tôi bỏ đi những gì không cần thiết. Rồi, các bạn nắm vững rồi ha. Rồi bây giờ mình nói một cái câu chót. Mình biên cái câu chót này. Mình bôi cái này đi, tại vì mình học mà nãy giờ nhiều rồi. Mình biên câu chót này về cái vấn đề này nha. Comment faire? Rồi mình sẽ dịch từ chữ cho các bạn. Comment faire? Nếu mà các bạn nào hiểu thì giơ tay lên nha. Nói cho các bạn giơ tay, mình cũng đâu thấy các bạn giơ tay đâu. Thành ra thôi quề luôn. Nhưng mà nhà các bạn giơ tay thì débarrasser. Des problèmes de peau sèche.
hay là gì? Comment faire? Làm sao? Làm thế nào? Comment là làm sao? Faire là làm cái gì đó. Pour, để. Mà cũng me débarrasser de. Cái débarrasser này, cái de hay là du hay là de, tùy những cái gì mình nói sao. Ở đằng sau này, mà tức là cái này mình hiểu là se débarrasser de, tức là nó có nghĩa là gì? Bỏ. Problème là gì? Là những cái vấn đề. Problème là những cái vấn đề. Peau là da. Sèche là khô. Cái này là sec, nếu mà giống đực. Ok, nếu mà giống đực. Còn nếu mà giống cái là sèche. Nha, học nha. Tại vì cái này là la peau. Là giống cái. Thấy không? Giống cái nè. La peau thì phải nói chữ sèche. Còn nếu mà cái gì giống đực, cái lơ gì đó. Lơ gì, không biết gì lơ. Lơ, không biết gì. Le visage. Le visage sec. Cũng không có ai nói gì, hơi kỳ kỳ nhưng mà nó cũng trúng le visage. Những cái le thì phải dùng chữ sec, còn la thì phải dùng chữ sèche. Tức là cái câu này nó nói gì? Nó nói làm thế nào để bỏ những vấn đề da khô. Thì cái chữ bỏ đây á, cái chữ me débarrasser đó thì mình dịch nó là chữ cũng như để dứt, để hết á, để làm hết á, bỏ cũng như là đây thì nó có nghĩa bỏ ra tức là loại bỏ, tức là dứt. Làm sao để cho tôi có thể dứt những cái vấn đề bị da khô đó, thì cái câu này nó có nghĩa gì? Comment faire pour me débarrasser là cho tôi. Còn nếu mà mình để đây là mình để te đi, te là tu đó, tại vì mình để me. Comment faire pour te débarrasser des problèmes de peau sèche, tức là làm thế nào để cho mày, cho cái người mình đang nói chuyện đó, cho mày hay là cho anh hay cho em gì đó, dứt những vấn đề bị da khô. Nếu mà mơ là, còn nu là chúng tôi, vu là chúng mày, chúng anh gì đó, ha. Đó thì nó như vậy. Rồi ok. Thì hồi nãy mình có nói cái lúc mà anh anh Trọng Lũ anh nói cái này, puis-je débarrasser votre table, thì cái này là puis-je débarrasser votre table là nó trúng, cái câu này trúng tiếng Pháp, nhưng mà rất là ít ai nói cái câu này. Nếu mà nói thì các bạn qua Pháp, các bạn nói puis-je làm cái gì đó thì người ta sẽ nhìn các bạn, người ta hiểu, nhưng mà người ta biết là các bạn học trong sách, mà ít có, không phải là những cái gì mà người ta nói thường trong mỗi ngày. Thì thay vì mình nói puis-je débarrasser de votre table thì mình nói est-ce que je peux, thì nó rồi. Est-ce que je peux débarrasser votre table? Thay vì puis-je. Hay là mà mình bỏ cái est-ce que này thì je peux débarrasser votre table? Lên giọng nha. Je peux débarrasser ta table, votre table? Thì nó thông dụng hơn. Nó người ta nói thường hơn. Nó dễ hơn. Tại vì người ta nói cái gì vắn tắt thì người ta nói. Mà vắn tắt mà trúng. Tại vì mình nói lại. Nếu mà nói đối với mình không chính xác là gì? Là nói cái gì mà người ta hiểu lầm mình, hoặc là người ta không hiểu mình, cái đó là nó chỉ hay là hướng dẫn không chính xác. Còn hướng dẫn chính xác là nói ra cái gì thì người ta hiểu trúng y cái chốc, y chốc như là cái ý của mình muốn nói ra. Thì nếu mà mình bỏ cái này, mà mình bỏ chữ esque này á, thì còn cái câu je peux débarrasser votre table,
Thì cái câu này là y cái câu mình nói ở trong cái bài số 6 mà anh Trọng Lú anh đã nói mình nói cái câu này sai. Không biên chữ sai, đừng có biên chữ sai kỳ lắm. Anh nói cái câu này không trúng và anh nói là mình muốn đuổi khách ra ngoài. Thì bây giờ mình cũng mong là sau cái bài cắt nghĩa này đó thì các bạn cũng hiểu thêm về cái débarrasser de và cái se débarrasser de. Thì mình cũng có nói chuyện với các bạn có mình cũng quen rất là nhiều người du học sinh có một lúc qua đây đó, thì có những cái câu như vậy đó thì mình họ nói ra thì họ không có quen, thật ra không họ họ không có hiểu. Thật ra những cái gì anh Trọng Lú nói đó thì những cái người học ở bên bên thứ khác đó qua đây không quen thì có nhiều khi người ta làm lẫn, tại vì cái này mình quen đó, thì mình không có làm lẫn bao giờ hết, nhưng mà mình ta có làm lẫn. Thật ra có nhiều người du học sinh qua đây mà quen với mình mà họ đã học tiếng Pháp rất là nhiều năm ở bên bên nhà, nhưng mà họ qua đây thì họ có nhiều cái họ hiểu lầm. Một cái chuyện họ hiểu lầm nữa là có một cái nhóm du học sinh đó có một kỳ đó và nói chuyện với lại những người bạn Pháp thì có một cái anh người Pháp nói với cái cô du học sinh người Việt Nam là je t'en veux. Cái động từ vouloir, bây giờ mình học tới cái động từ vouloir là muốn. Muốn ha. Thì mình nói je veux. Tu veux. Này mình chia động từ luôn cho các bạn nha. Il hay elle. Này mình học mỗi kỳ cũng veut. VEUT. Nous voulons. Vous voulez. Rồi il hay elle. Cái này hay nha, hay là elle veut. Thì trong cái bài số 6 thì mình nói các bạn chú ý cho mình cái je này á, mình chia động từ với lại cái vous để các bạn cũng như là các bạn muốn nói gì thì các bạn học cái này trước đi, rồi mấy cái này thì các bạn học sau nếu mà các bạn có thời giờ, đừng học nhiều quá, ví dụ như nó làm lộn xộn trong đầu hết. Thì nếu mà mình nói je te veux, mình muốn, tức là mình nói tôi muốn bạn. Ok, je te veux là tôi muốn bạn. Ai mà lại nói với mình je te veux là cái anh đó muốn cua gái hay là gì đó, tôi muốn bạn mà là nói thẳng ra đó. Rồi mình trở lại cái thí dụ này, trong cái nhóm đó thì mình thấy cái cô cái em du học sinh đó thì có cái anh Pháp đó, ảnh lại ảnh nói là cái gì đó, rồi ảnh nói je t'en veux beaucoup. Thêm chữ beaucoup nữa mới ác ôn nữa chứ. Beaucoup á là có nghĩa là nhiều, rất là nhiều ha. Thì cái cô du học sinh này á, cổ đỏ mặt hết. Cô nói chết màu tổ rồi. Cái ông này ông lại muốn mình ông nói trước mặt mọi người á, je t'en veux mà beaucoup nữa, muốn mình cũng bằng dữ dội nữa. Chứ bằng nhiều thiệt nhiều á. Thì mình nhắc lại là cái em du học sinh đó là học cũng rất là nhiều mấy năm tiếng Pháp, cũng nói tiếng Pháp tuy là không quen, nhưng mà cũng như là cái vấn đề của anh Trọng Lú hồi nãy là cái em học sinh đó, du học sinh đó làm một cái lỗi, tức là lộn cái chữ, cái động từ vouloir, tức là muốn, nhá, nhớ nhá, và cái động từ en vouloir. En vouloir.
là có nghĩa là, không biết các bạn biết cái này không, là có nghĩa là thù, ghét, chết màu tổ rồi. Ha. En vouloir là cũng như giận, thù, ghét. Đó, thì cái cô này, cổ nghe cái anh kia anh nói t'en veux beaucoup, là cổ hiểu là anh cái anh này muốn cổ rất là nhiều, thích cổ rất là nhiều. Mà cái anh này nói là je t'en veux beaucoup, là tôi giận, tôi ghét bạn rất là nhiều. Như là nó giận cái gì đó ha. Thì các bạn thấy cái này nguy hiểm không? Rất là nguy hiểm. Một người học tiếng Pháp ở trong trường, học trong những cái cuốn sách mà qua đây không có dùng cái tiếng Pháp mà văn nói á, cũng như anh Trọng Lú nói văn nói á, thì mình cái mục đích mình chính của mình là muốn muốn dạy cho các bạn cái văn nói mà. Thấy không? Học chi 17 năm, 18 năm ở trong trường rồi qua đây mà có thể lộn với cái này, thì mình nên học trong trường. Mình không có nói không 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 có nói gì mà không có học trong trường. Nhưng mà nếu mà cái mục đích của bạn muốn là đi làm thầy giáo, đi viết sách, đi qua đây mà viết văn chương, viết nhạc hay là gì đó, thì các bạn học mười mấy năm thì không có thành vấn đề. Nhưng mà nếu mà các bạn chỉ muốn nói chuyện thường thôi, rồi sau đó các bạn học từ từ, không có gì cấm mình học, mình lấy sách ra mình học thêm đó. Nhưng mà lúc mình biết cái văn nói rồi đó, thì mình dễ nói chuyện với người khác hơn. Ok, thì các bạn nhớ là vouloir là muốn, còn vouloir là thù ghét hận. Thì je t'en veux đó là có nghĩa là tôi thù bạn, tôi ghét bạn, tôi ghét bạn. Còn je te veux là tôi muốn bạn. Hai cái nó đều một trời một vực, mà chỉ có chữ en thêm thôi, en vouloir. Ok. Rồi. Bây giờ anh bôi rồi mình sẽ bắt đầu mình hỏi hỏi các bạn lại nha. Người nào nói sai cho zero nha. Bây giờ trước khi nói cái đó mình muốn cái chữ vouloir hả, cái động từ vouloir là muốn ha. Rồi cái chữ cái động từ désirer là cái gì? Désirer, động từ désirer là cũng là muốn. Vouloir là muốn một cách mạnh, còn cái désirer là muốn mà cũng như là mong muốn. Mong muốn nói làm sao? Thích. Tôi thích muốn, hay là khao khát, tôi rất là khao khát, có một cái sự mà khao khát ở trong cái chữ này. Hai cái, còn cái muốn là cái này tôi nhất định tôi muốn cái đó, tôi muốn lấy cái đó, tôi muốn giết người đó, tôi muốn ăn cắp cái đó, tôi muốn cái này, là muốn là nó rất là mạnh. Nó rất là mạnh, nó có. Ok. Còn cái này muốn là tôi mơ ước, tôi mong ước. Thì cái này cũng rất là hay, các bạn học hai cái này ha. Các bạn nếu mà các bạn dùng cái muốn này là tôi cũng như là tôi nhất định, tôi muốn quyết tâm tôi lấy cái đó, thì cái dùng cái vouloir. Còn désirer là tôi ước muốn ha. Cái này là cũng như muốn, với lại cái này ước muốn, mong muốn. Đó, thì các bạn học thêm cái này là rất là hay. Bây giờ mình nói je m'en veux. Ai biết là có nghĩa gì? Thì cái này là cái gì? Mình ngồi mình nói, cái này là cái nãy mình nói en vouloir. En vouloir là cũng như là thù, ghét. Ghét. Sans vouloir. Sans vouloir là tự thấy một cái sự tự thấy hối hận. Này nó hơi 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 thành ra cái này je m'en veux. Hả? Rồi tu. Tu m'en veux.
je m'en veux. Không, không, đừng đừng biên vậy. Bây giờ je m'en veux là và je t'en veux. Voilà. Thì cái này je m'en veux là tôi cũng như tôi. Nói cho ngay là cũng như là tôi hơi giận tôi. Tôi hơi giận tôi hơi ghét tôi hơi thù tôi. Thì cái này là cũng như là tôi tự thấy hối hận. Nghĩa nó vậy. Tự tôi mà làm cho tôi. Còn cái này je t'en veux là nói cái người trước mặt mình. Cái này là có nghĩa là tôi thù. Tôi ghét. Tôi giận. Bạn chỉ đổi cái chữ trước này thôi. Je m'en veux là tôi thù tôi ghét tôi tự trách tôi tự thấy hối hận. Je t'en veux là tôi thù anh, tôi thù bạn. Được chưa? Ok. Đó, mình học được cũng khá nhiều chuyện. Je te veux. Je te veux. Ôi chà, je te veux là tôi muốn bạn. Tôi muốn bạn. Tôi muốn. Tu me veux. Tu me veux là gì? Je te veux là tôi muốn bạn. Tu me veux là bạn muốn tôi. Muốn qua muốn lại. Mới toại lòng nhau. Bạn muốn tôi. Đó. Còn je t'en veux là tôi thù bạn. Tu m'en veux là bạn giận tôi, bạn thù tôi. Thì cho một cái thí dụ cụ thể nha. Cụ thể nha. Để je t'en veux d'avoir oublié. Chà chà. Trời ơi. L-E. Thôi viết đàng hoàng lại để thôi là các bạn trên YouTube là nói mình viết xấu quá. Mà có biên trong cái phần mô tả rồi nha bạn, đừng có sợ. Je t'en veux d'avoir oublié mon anniversaire. Là gì? Là nghĩa gì? Tôi t'en veux, en vouloir, nhớ không? En vouloir là giận. Không đến nỗi thù nhưng mà cái nghĩa đó cũng như là tôi tức, tôi giận, tôi phiền. Cái này là hơi ít hơn chút xíu là không phải thù. Trong cái nghĩa của cái câu này nha. Je t'en veux tức là tôi giận bạn đã avoir oublié. D'avoir oublié là đã quên. Tại vì cái này là động từ oublié. Là nghĩa là quên. Cái này động từ quên. Tôi giận bạn đã quên. Avoir oublié. Oublié là quên. D'avoir oublié là đã quên. Mon anniversaire là thường thường là các bạn hiểu rồi. Mon anniversaire là sinh nhật. Sinh nhật của tôi. Tại vì cái này là mon. Ton anniversaire là của anh, của bạn. Đó, thì cái câu này nó nghĩa là je t'en veux d'avoir oublié mon anniversaire. Thì cái này là một cái thí dụ rất là cụ thể của một trong những cái câu mà có thể, mình nói có thể thôi nha, mình không có nói chắc chắn tại vì mình không biết, có thể những cái anh chị em du học sinh đã học tiếng Pháp qua đây, có thể là mình nói câu này ra là họ không hiểu, hoặc là hỏi là họ không có hiểu rõ cái ton vơ này, là họ biết cái vơ này là muốn, thành ra họ cái câu này thì họ không có hiểu, họ không hiểu rõ. Cũng như nãy mình nói cái anh kia mình nói cho cái cô du học sinh ton vơ là ảnh muốn nói là tao đã giận mày, mày làm gì tao giận mày dữ lắm.
là cổ đã hiểu là cổ hiểu là ảnh muốn cổ là cái đó là rất là sai lầm ha. Thì cái đó là học mà không có chính xác. Thêm một cái ví dụ nữa, je t'en veux de m'avoir oublié. Cái này mình học hết rồi. Je, tôi, t'en veux là giận, phiền. De m'avoir oublié, quên. M'avoir tức là quên, đã quên. Avoir là đã quên. Tức là tôi giận bạn vì đã quên tôi. Ngược lại đây. Đó, cái câu này, je t'en veux de m'avoir oublié. Tức là tôi giận bạn, tôi phiền bạn vì bạn đã quên tôi. Rồi ha. Ok. Thêm một cái thí dụ nữa cho bà con vui vẻ. Je t'en veux beaucoup. Je t'en veux beaucoup. Tôi, xin lỗi. Tôi, t'en veux, giận. Giận gì? Giận ai? Bạn. Tơ là toa, là mày, bè bạn, hay là beaucoup. Nhiều lắm. Rất nhiều. Thì câu này nó có nghĩa là tôi rất là giận bạn, hay là tao rất là giận mày. Nếu mà mình nói chuyện je t'en veux beaucoup là tao rất là giận mày. Cái chữ beaucoup này là thêm vô là dữ dằn, rất là làm gì đó. Je t'en veux thêm un peu PEU là tôi giận bạn một chút, tí xíu thôi hả. Đó thì cái này rất là hay. Hôm bữa mình trong cái bài thứ sáu cái bài học học tiếng Pháp thứ sáu, mình có nói các bạn là có những các bạn học theo cái phương pháp của mình, có những cái block vậy là các bạn cứ giữ mấy cái block này, là các bạn bỏ túi ha. Mỗi khi các bạn lấy cái je ra một cái động từ rồi, thì bây giờ các bạn muốn thêm với tỷ je lis là tôi đọc sách đó, je lis. Rồi các bạn tự nhiên các bạn bây giờ biết rồi, beaucoup cứ việc thêm vô hả. Hay là je mange, cái động từ manger là ăn, beaucoup, hoặc là un peu. Đó, các bạn thấy bữa mình chỉ các bạn, mình dạy các bạn cái phương pháp trong cái kỳ 6 đó, thì các bạn cứ áp dụng. Có cái gì các bạn muốn nói tôi cái gì đó nhiều đó, hay là je t'aime là thường là tôi thương, tôi yêu. Je t'aime beaucoup. Đó. Cứ je t'aime un peu là một chút xíu thôi. Đó, thì cái này beaucoup là nhiều, chút xíu là un peu là mình cái việc mình thêm vô. Je mange beaucoup là tôi ăn rất là nhiều. Je mange un peu. Người nào mời mình đi ăn á, cái mình hỏi sao mình không có ăn nữa, thì mình đã sửa soạn trong cái túi của mình những cái block này nè, mình bỏ túi đó, thì mình biết je rồi, mình biết cái động từ mong rồi, thì mình nói họ mais je mange un peu, tức là tôi ăn chút thôi. Je mange un peu, hay là je mange très peu. Je mange très peu là rất là ít, tôi ăn rất là ít. Très peu rất là ít. Un peu là hơi ít. Très peu là rất là ít. Đó, thì je t'en veux, nãy giờ mình nói các bạn là je t'en veux beaucoup, je t'en veux un peu.
Thì đây mình cũng có thể nói je t'en veux. Học thêm một cái từ nữa. Je t'en veux à mort. Cái này cũng je t'en veux à mort, tức là mình nói cũng như mình nhấn mạnh cái này là đến chết luôn á, cái bằng không đội trời chung á. Chết luôn á. Mort là chết, à mort là cho tới chết luôn á, tôi là tôi ta giận mày cho tới chết luôn á. Cái bằng giận dữ dữ dội đó ha. Đó, rồi. En vouloir, en vouloir, en vouloir, nếu mà nói en vouloir không đó thì cái này nó cũng hơi khó. Là có như tỷ mình nói ce jeune homme, en vouloir là có nghĩa là tham vọng muốn thêm nữa. Mình biên đây nha, en vouloir. Nếu mình dùng cái en vouloir một mình không á, là muốn tham 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 hơn, tham vọng muốn muốn thêm, tức là ce jeune homme est quelqu'un qui en veut. Thì các bạn thấy cái này là en vouloir mà nó không có để là en vouloir cái người nào, chỉ để en vouloir en veut thôi một mình đó, thì cái này có nghĩa là cái này chàng trai này, chàng trai trẻ này là quelqu'un, một người có tham vọng, cái làm muốn rất là muốn muốn thêm nữa, có tham vọng là muốn cái gì thêm nữa. À, thì en vouloir mà không 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 có cái gì đằng sau á, vậy thì nói je t'en veux là je en veux à toi, tức là tao giận mày. Còn nếu mà tự nhiên nói en vouloir không á, mình cho bạn cái thí dụ nữa. Plus il mange, plus il en veut. Thì các bạn thấy cái chữ en vouloir này á, nó không có cái gì đằng sau, không có en vouloir à quelqu'un hết á. Plus plus il mange, plus il en veut. Tức là câu này nó muốn nói nó càng ăn. Manger là động từ nói ăn, thì nó càng muốn thêm nữa. Đó thì en vouloir mà cái bằng một mình á thì có nghĩa là tham vọng, có nhiều tham vọng, có muốn thêm nữa, muốn muốn cái gì cũng muốn thêm. En vouloir là muốn thêm nữa ha. Rồi đó thì những cái mình quên mình muốn biên cho các bạn một cái bảng này để cho các bạn để dành các bạn học. Thì bây giờ mình biên trở lại nha, cái này nó hơi không phải rắc rối nhưng mà nó tại vì nó phải phải mình phải học đi học lại nhiều lần thì mình sẽ nhớ. Đó thì cái bảng này thì các bạn giữ rồi sans vouloir, như là nói je m'en veux vậy đó. Je m'en veux là tôi cũng như tự thấy hối hận. Rồi en vouloir mà một mình không á, en vouloir mà một mình không á là có tham vọng, có cái sự tham vọng muốn thêm nữa, muốn thêm nữa. Đó. Rồi các bạn hiểu ha, các bạn hiểu cái này thì cái này cũng cũng từ từ đi, tại vì cái này nó cũng hơi hơi rắc rối một chút xíu. Thì các bạn cái cách học á thì các bạn vẫn làm như mình chỉ các bạn, tức là các bạn học xong rồi các bạn
Vậy thì mấy cái khó này các bạn chưa có hiểu rõ đó, thì các bạn ráng các bạn đọc đi đọc lại nhiều lần, thì cũng như là mình một cái bài, thí dụ như bài số 6 thì các bạn đã nghe ra qua rồi, thì lâu lâu quá các bạn lấy cái bài số 6 các bạn nghe lại, rồi các bạn cái bài số 7 này các bạn nghe lại, rồi các bạn nghe coi các bạn có hiểu hết không. Rồi có nhiều khi mình một ngày mình nghe một lần, hai lần, ba lần thì các bạn sẽ thấy nó bắt đầu nó sẽ quen, và các bạn sẽ thấy những cái chữ này không có cần coi lại, không có cần lặp lại, thì nó cũng cũng bắt đầu nó vô trong cái đầu mình hồi nào mình không hay. Thì mình cũng khuyến khích các bạn là các bạn cứ việc đọc đi đọc lại, có thời giờ rảnh thì mình lấy cái video ra mình nghe trở lại, là mình sẽ từ từ mình sẽ quen. Đó, thì bốn cái này là các bạn thấy nó hơi tương tự với nhau. Thì ở đây mình muốn nói là cái văn nói, cái văn mà cái pháp văn mà mình nói chuyện thường ngày với người ta đó rất là quan trọng. Tại vì mình nói một câu mà người ta hiểu lầm, thì hay là người ta nói mình một câu mà mình hiểu lầm, thì cái đó là rất là đáng tiếc. Và cái đó là khó mà học hơn. Tại vì trong sách đó, thì chỉ cần mua cuốn sách về nhà học thôi. Nhưng mà mình đã nói với các bạn trong cái đầu video này, có nhiều khi mình nói một câu ra thì người ta biết là mình nói cái câu đó là mình học trong một cái cuốn sách, mà cuốn sách đó đã xưa rồi. Và bây giờ nó không còn ai mà nói như thế nữa hết. Cũng như là có nhiều khi những cái tiếng Việt, tiếng Mỹ, tiếng Pháp gì nó cũng thay đổi. Những cái người hồi xưa họ sống và họ nói một cách nào đó, bây giờ họ trở lại họ nói, thì những cái người mới bây giờ đó họ có những cái từ khác mà mấy cái người xưa họ không có hiểu, hay là họ nói một cái cách xưa. Thì nói một cái tiếng đó, nói tiếng Việt, nói tiếng Anh, nói tiếng Pháp, thì các bạn nói một cái cách xưa thì họ cũng hiểu, nhưng mà họ biết là các bạn không phải là người sống ở bên Pháp, hay là không có nói chuyện với bên Pháp thường. Thì mình cũng nên học những cái chuyện mà mình có thể sử dụng hàng ngày, chứ mình không có nên bỏ thời giờ ra để học những cái chuyện mà trong sách nhiều. Nhưng mà nếu mà cái đó là cái mục đích của các bạn thì các bạn nên học trong sách. Nhưng mà cái này, cái mục đích của mình làm những cái chương trình này để mình giúp đỡ những người nào, vậy thì một ngày nào muốn đi qua Pháp chơi một tháng, hai tháng, họ đâu có đi vô trường, họ học mấy năm để họ biết tiếng Pháp đâu. Họ chỉ cần biết vài món. Và cái phương pháp mình đã nói cho các bạn ở trong cái video, cái kỳ cái tiếng học tiếng Pháp số 6 đó, thì các bạn cứ áp dụng cái đó ha. Thì có nhiều bạn nói là bắt đầu mình nói chuyện ra đó, thì mình thấy như là những cái câu đó nó hiện ở trong cái óc của mình, thì cái đó là rất là tốt. Tại vì cái đó là có nghĩa là các bạn đã nắm vững một cái phần rồi, thì trong cái túi các bạn đó, thì các bạn nên bỏ những cái chuyện mà các bạn đã hiểu và hiểu rõ. Những cái chuyện nào mà các bạn hơi chưa hiểu lắm hay là chưa nhớ lắm, thì các bạn cứ việc coi cái video này lại, coi tới coi lui, nghe những cái gì mình nói, và lấy cái viết ra. Mỗi lần mình viết thì các bạn viết theo, thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ bắt đầu bỏ vô cái túi của các bạn. Mình muốn cho các bạn bỏ vô cái túi của các bạn tất cả những cái gì mà các bạn đã hiểu rồi. Tại vì các bạn mà học á, các bạn có như là một cái núi gì nè. Cái núi gì đó, nó vô số chuyện ở trong đó. Học một năm rồi cứ học cái này, học cái kia, học cái kia. Tới chừng các bạn đi ra mà họ nói chuyện với một cái người, đụng một cái người Pháp hay một cái người nào mình phải cần nói chuyện đó, mình không có biết cái chỗ nào để mình móc cái mình nhớ là cái gì đó, mình cái chữ nó không có ra. Mình móc chỗ này, tại vì mình trong đầu mình nó quá nhiều chuyện, mình học cái này mình quên cái kia, mình càng ngày mình chồng chất, mình học trên cái này thì mình đã quên hết mấy cái phần ở dưới này rồi. Thành ra mình có muốn cho các bạn có một cái túi nhỏ nhỏ vậy nè, đó. Ở trong cái túi này các bạn chỉ để những cái chuyện mà các bạn đã hiểu, cũng như mình giảng cho các bạn, cho các bạn rất là dễ hiểu. Rồi trong cái túi này các bạn có những cái block, tức là mình có, các bạn có rơ nè, các bạn có thí dụ như là suy nè, đó cái động từ suy làm cái gì đó, thì các bạn cái này là một cái block. Rồi những như là mình nói nãy, boku tức là nhiều đó,
Thì tới một cái trường hợp nào đó thì các bạn nói bây giờ tôi người ta mời tôi lại nhà người ta ăn thì thế nào người ta cũng hỏi tôi ăn được hay không thì tôi cũng phải sửa soạn trước những ăn là măng rê hay là mình cũng có thể hỏi người ta anh có ăn được hay không hay là mình mời người ta lại nhà mình hỏi est-ce que vous avez bien manger hay là est-ce que vous voulez manger encore hay là vous mangez très peu hay là gì đó thì mình bắt đầu mình từ cái je tại vì mình nói chuyện với người ta mình dùng mình thì mình dùng cái je và mình nói chuyện với người ta mình dùng cái vu thì các bạn coi trong cái video mà số học tiếng Pháp số 6 ha, thì cộng lại tất cả những cái video số 5, số 4, số 3, số 2 đó thì video số 6 mình có nói về những cái block này và mình muốn là các bạn có trong một cái túi của các bạn tất cả những cái block nhỏ nhỏ này mỗi cái block là các bạn hiểu khi nào phải phải đem nó ra sử dụng rồi mình sửa soạn cái câu đó trong đầu của mình thì mình tới cái lúc nào đó mình đưa cái câu đó ra là người ta sẽ ngạc nhiên tại vì các câu của bạn rất là chính xác làm sao nó có một cái sự lợi ích rất là lớn. Tại vì lúc mà các bạn nói một cái câu rồi đó, cái câu đầu của các bạn mà chính xác đó, người ta bắt đầu người ta khen các bạn. Người ta nói, à, ủa, tại sao em học gì đó tiếng Pháp mà ở đâu vậy hay gì đó. Thì các bạn sẽ có một cái lòng tự tin hơn. Thì cái bước thứ nhì đó là các bạn sẽ nói, từ từ nói càng nhiều. Cái người mà nói tiếng Pháp giỏi là cái người mà siêng học mà thứ nhất là cái người đó phải nói chuyện nhiều. Có nhiều người qua đây nói tiếng Pháp sai. Họ sai nhưng mà họ rất là thích nói tiếng Pháp và họ nói sai một thời gian rất là lâu rồi từ từ họ sửa mà họ tiến bộ rất là nhanh ha, tại vì họ nói rất là thường. Còn cái người mà không có học được nhiều tiếng Pháp, không có tiến 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 bộ, không có nhiều tiến bộ đó tại vì cái người đó không dám nói. Tức là mình cứ nghĩ trong đầu mình thôi rồi mình nói ra rồi mình sai rồi người ta cười mình mất công đủ thứ hết. Thì cái người đó ít lâu tiến bộ hơn thì một cái nào mà làm cho mình có tự tin để mình bắt đầu mình nói nhiều là cái mà các bạn đã nắm vững những cái phần nhỏ gì nè rồi các bạn để trong này là trong một cái túi của bạn mà các bạn đã để trong cái túi của các bạn rồi đó thì nó sẽ giữ mãi trong đầu và trong 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 thâm tâm của các bạn là nó có hoài sẽ các bạn sẽ sử dụng nó còn hơn là học như một cái núi vậy rồi không có biết là vô số chuyện là không có biết là học bao nhiêu thì quên bấy nhiêu thứ nhì nữa là học học trong giấy trong sách vở đó học trong trường mà không có đem ra áp dụng thì nó rất là quên rất là lẹ đó thì bây giờ mấy cái bài này đó thì cũng mong là các bạn theo dõi và các bạn có gì thì các bạn hỏi thêm mình giúp được gì thì mình sẽ giúp các bạn ha. Và có cái gì đó thì các bạn để trong mấy cái lời bình luận đừng có sợ là mình cũng mong là cái phần bình luận đó là cũng như là một cái phần để cho tất cả những cái anh chị em bà con tất cả những các bạn vô trọng để hỏi và giúp đỡ lẫn nhau thí dụ như người này hỏi cái kia cái chuyện này người kia hỏi cái kia thì mình có gì thì mình sẽ hướng dẫn và giúp đỡ là mình lấy những cái chi tiết đó mà mình sẽ để trong cái phần video kỳ tới thí dụ vậy đó mình sẽ đem ra những cái thí dụ đó để mình cắt nghĩa thêm cho các bạn nhưng mà các bạn đừng có sợ là hỏi rồi người ta thấy mình hỏi sai là người ta cười không có ai cười hết tại vì lúc mà mình trong cái lớp học á, thì mình coi như là những cái anh chị em chung và mình thấy cái gì mình sai thì mình ai cũng sai hết tại vì đây là đâu phải là mình học một cái thứ tiếng đây là đâu phải là một cái thứ tiếng mà nó quen thuộc với mình đâu thành ra mình cái dĩ nhiên là mình nói cái chuyện gì thì cũng cũng có thể sai các bạn hiểu không thành ra đừng có sợ là nói sai hay là nói cái gì cái đó mình thấy là càng mà sợ đó thì càng càng không có dám nói và càng không dám nói thì mình không có bao giờ mình nói chuyện tốt tốt được hết đó thì các bạn đừng có sợ cái chuyện đó nha rồi thôi bây giờ video này cũng rất là dài mình tính cái bằng cho các bạn học thêm vài cái nữa nhưng mà nó dài quá rồi thôi bây giờ mình đợi cái video khác rồi mình sẽ nói video kỳ sau thì mình nói mình sẽ nói mấy cái chuyện về mấy cái ngày rồi
có thể giúp các bạn phát âm vài cái chữ cái đó, ABC rồi đó, thì cái đó mình sẽ nói trong video kỳ sau, và sẽ kỳ sau nữa thì các bạn nhớ nhớ đón xem, tại vì mình cũng có một cái video mà mình sẽ làm cho các bạn, là trong cái trọn video đó mình sẽ kể cho các bạn một cái chuyện ma. À, ok, mình có, nhưng mà người nào sợ thì đừng có nghe nha. Bằng tiếng Pháp rồi mình sẽ dịch ra từ từ, thì mình có cái dự định đó thôi, mình sẽ kể cho các bạn, là trong cái đó mình vừa nghe chuyện ma mà mình vừa học ha, thì mong là các bạn cũng thích. Và nếu mà các bạn thích thì cái này cũng rất là quan trọng, nếu các bạn thích thì các bạn bấm cái like, đó là một, cũng như là một cái cách các bạn nói cho mình là các bạn thích, hay là có cái gì mà các bạn không thích thì các bạn cũng nói cho mình biết. Thì nếu mà, tại vì thường thường mình thấy những người thích thì họ nhiều khi họ quên bấm cái like, mà những người không thích thì họ không bao giờ họ quên mà bấm cái dislike. Ok, thì thôi mình chúc các bạn cũng rất là vui vẻ và có nhiều sức khỏe. Rồi hẹn các bạn video kỳ tới. Xin cảm ơn các bạn.